cho nên là cho nó chỉ khóa phòng bao nhiêu, phòng 209 thôi. Dạ, anh em gửi khóa phòng 209 thôi dạ. Dạ, anh chị cho tôi xin được điều gì không ạ? Anh nghe nói là khách sạn mình có một dân. Đúng rồi, khách sạn mình có một bơi ở tầng 7, chị có muốn tham gia không? Hiện tại thì đang có chương trình giảm giá, có chương trình giảm giá là hè, giảm được mùa hè đó anh. Có cái phòng gì lớp của anh chị mình sẽ được giảm 10%. Chiều nay mình đi bơi thôi. Thank you.
Em ơi. Ai gọi đó vậy anh? Cũng chờ anh mới tới đây rồi. Bây giờ em đi em về trước đây, có gì em tính sau. Bây giờ em đi nha. Có gì gọi anh tính sau. Tí nữa anh sẽ trả phòng, có gì em coi hồ sơ với anh tính nữa.